Chào mừng các bạn đến với chương trình Hỏi Đáp cùng với bác sĩ Ngọc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một câu hỏi của bạn Nam Phương. Đó là: bác sĩ ơi, em có rất là nhiều những cái sản phẩm dùng trên bề mặt da của em để mà skin care hay là chăm sóc da và điều trị. Nhưng mà hiện tại thì em không biết là dùng cái sản phẩm nào trước, dùng sản phẩm nào sau để cho nó có kết quả. Không phải là chỉ mình bạn Nam Phương đâu mà rất là nhiều những cái bạn khác chúng ta cũng đang gặp vấn đề như thế. Vì khi mà chúng ta đi mua các sản phẩm, chúng ta không phải mua từ một người. Bởi vì thế mà cái việc mà chúng ta chọn sản phẩm này và sản phẩm kia của người khác thì khi mà về chúng ta phối hợp vào với nhau, chúng ta sẽ không biết cách để chúng ta sử dụng như thế nào. Thì đấy chính là cái vấn đề mà ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ trả lời cho các bạn. Thì trước khi mà đi vào cái phần trả lời trong câu hỏi ngày hôm nay, thì nếu như mà các bạn có bất kể các câu hỏi nào, các bạn có thể là comment câu hỏi xuống phía dưới. Sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ làm những cái video để mà chia sẻ cho các bạn và sẽ đăng lên kênh YouTube cũng như là kênh page Dr. Ngọc khoảng cái 9 giờ tối hàng ngày để các bạn có thể là đón xem. Cái thứ hai nữa là nếu như các bạn mà thấy cái video này nó hay, có thể là cho bác sĩ Ngọc một lượt like, bởi vì bác sĩ Ngọc sẽ dựa vào cái số lượng like để biết là mọi người có quan tâm hay là có thích thú với nó hay không, để sẽ có những cái nội dung nó sẽ phù hợp hơn. Và đừng quên đăng ký cái kênh YouTube của bác sĩ Ngọc nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay vào cái nội dung chính trong cái câu hỏi ngày hôm nay. Đó là nên sử dụng cái sản phẩm loại nào trước. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào ấy, chúng ta sẽ phải hiểu được cái bản chất của nó, cái nguyên tắc để mà chúng ta phối hợp được cái sản phẩm. Để khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên tắc đấy rồi, chúng ta lựa chọn các sản phẩm thì nó mới tốt hơn cho chúng ta được. Thì ở cái đây chúng ta sẽ có cái nguyên tắc đầu tiên khi mà các bạn lựa chọn cái sản phẩm là gì? Là chúng ta sẽ lựa chọn những sản phẩm nào có khả năng thẩm thấu vào da tốt thì nó sẽ được ưu tiên là bôi trước. Thường những sản phẩm mà có khả năng thẩm thấu vào da tốt thì nó sẽ ở dạng lỏng hơn so với những cái sản phẩm mà ở dạng đặc. Thì những cái sản phẩm mà dạng đặc thì khả năng thẩm thấu của nó sẽ kém hơn, nên nó sẽ là được ưu tiên để mà bôi phía sau hay là bôi chồng lên bên trên. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ như thế này, là chúng ta chẳng hạn như chúng ta sẽ có những cái sản phẩm để mà rửa mặt hay là tẩy trang thì nó là ở những cái dạng lỏng hay là dạng dung dịch thì nó sẽ là được ưu tiên dùng trước. Sau đó thì chúng ta có những cái sản phẩm dạng toner hay là dạng serum thì lúc này chúng ta sẽ dùng nó tiếp theo. Và sau đó thì mới bắt đầu dùng đến những cái sản phẩm dạng đặc, ví dụ như là kem chống nắng hay là một số những cái kem bôi điều trị mụn, điều trị nám, hay là sau đó thì bắt đầu đến cái việc mà kem trang điểm. Thì đấy chính là cái nguyên lý đầu tiên để mà các bạn có thể là dùng nó khi mà chúng ta phối hợp các loại kem với nhau. Thế thì sau khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý như thế rồi thì bây giờ khi mà chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ dùng những cái sản phẩm ở trên bề mặt da chúng ta. Nó có rất là nhiều những cái cách để mà chúng ta phối hợp khác nhau tùy từng người. Có những người là chúng ta chỉ skin care, chỉ chăm sóc da cơ bản thôi. Có những người mà chúng ta liên quan đến cả điều trị nữa. Có những người chúng ta liên quan đến trẻ hóa da. Thì ở trong cái video này chúng ta sẽ nói đến một cách là tổng thể tất cả những phương pháp như thế nào. Thế thì cái đầu tiên, tất cả bất kể một cái phương pháp nào khi mà các bạn chăm sóc da, kể cả có bệnh lý hay là không bệnh lý, thì bước đầu tiên đó là phải làm sạch da. Thì cái con này chính là cái quan trọng nhất. Đối với cái bước làm sạch da thì thường là chúng ta sẽ dùng các dạng sữa rửa mặt, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều những cái loại sữa rửa mặt khác nhau. Nó có thể là AHA hay là BHA, thì tùy từng da của các bạn. Nếu như mà da dầu thì chúng ta có thể là dùng cái BHA, còn nếu như mà da khô thì chúng ta sẽ dùng AHA. Tại sao chúng ta phải làm sạch trước? Bởi vì cái mà khi mà chúng ta muốn bôi bất kể một cái sản phẩm gì ở trên bề mặt da chúng ta, chúng ta sẽ phải đảm bảo cho da mặt chúng ta được sạch, được thông thoáng, thì các sản phẩm phía sau nó mới có khả năng thẩm thấu vào được. Sau cái bước đầu tiên rồi thì lúc này chúng ta có thể dùng thêm cái sản phẩm mà toner để mà chúng ta có thể cân bằng lại độ ẩm cho da. Thì đấy chính là cái bước thứ hai. Sau cái bước thứ hai thì bắt đầu đến cái bước thứ ba. Ở cái bước thứ ba này là chúng ta sẽ ưu tiên vào vấn đề mà trị liệu các bệnh lý. Tức là nếu như mà các bạn có các bệnh lý thì ở bước thứ ba này chúng ta sẽ sử dụng. Còn nếu mà không, chúng ta sẽ bỏ qua bước thứ ba và chuyển sang bước thứ tư. Thì ở tại bước thứ ba này thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng một số những cái sản phẩm kem để mà điều trị cho những cái tình trạng da của chúng ta. Ví dụ như các bạn có tình trạng mụn ở trên bề mặt da, chúng ta có thể là sử dụng những cái kem mà có thành phần là benzoperoxide hay là erythromycin để mà chúng ta bôi lên trên bề mặt da của chúng ta. Nếu như mà chúng ta bị nám, chúng ta có thể là sử dụng một số những sản phẩm để điều trị nám như là hydroquinone, retinol, thì đấy chính là những cái sản phẩm để mà chúng ta có thể là bôi điều trị nám. Thì đấy chính là cái bước thứ ba, là chúng ta sẽ ưu tiên những cái sản phẩm để mà trị liệu.
sau cái bước thứ ba này rồi, bắt đầu chúng ta bước sang cái bước thứ tư. Ở cái bước thứ tư là chúng ta sẽ sử dụng một số những cái sản phẩm mà liên quan đến cái việc mà giúp cho chống oxy hóa trên bề mặt da chúng ta. Thì cái sản phẩm này nó sẽ liên quan đến việc mà chúng ta sẽ chống lão hóa hay là bảo vệ da. Thì ở đây những cái sản phẩm mà nó sẽ giúp cho các bạn chống oxy hóa đấy chính là vitamin C. Vitamin C thì với cái hàm lượng của nó là 10%, các bạn có thể là sử dụng ở cái dạng serum, chúng ta có thể là bôi vào. Xong cái bước thứ tư rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta sang cái bước thứ năm. Đó là ở cái bước thứ năm này thì chúng ta liên quan đến bảo vệ da. Và đối với bảo vệ da, cái đơn giản nhất là gì ạ? Chống nắng. Thì đối với cái lúc này thì các bạn có thể là dùng những cái loại kem chống nắng hay là dạng xịt chống nắng để mà chúng ta có thể là bôi lên trên bề mặt da, thì lúc này chúng ta có thể ngăn chặn được cái UV. Tùy từng mức độ loại da khác nhau, có thể là da nhạy cảm hay là da thường. Thì đối với da thường các bạn có thể là dùng cái kem chống nắng loại SPF khoảng cỡ là 50, kem chống nắng vật lý hay hóa học đều được. Nhưng mà đối với kem chống da mà da nhạy cảm thì các bạn nên dùng kem chống nắng vật lý và có SPF tầm 30 thôi. Sau cái bước chống nắng thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu tiếp theo của nó. Bây giờ mới bắt đầu đến trang điểm. Thì cái việc mà trang điểm nó sẽ được tiến hành cuối cùng, sau khi mà chúng ta dùng tất cả những phương pháp kia rồi, thì lúc này chúng ta mới bắt đầu chúng ta sẽ dùng trang điểm. Thì đấy chính là 6 bước để mà các bạn có thể là skin care, chăm sóc da hàng ngày. Ở đây là chúng ta sẽ làm vào ban ngày nha. Ở video sau thì bác sĩ Sắc Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn cách để mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm nào mà dùng cho cái việc buổi tối. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và cho bác sĩ Ngọc một lượt share để mà nhiều người chúng ta có thể là biết được những kiến thức này hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.